Bữa nay mình đi theo ông Bốn coi ông làm gì nha các bạn. Anh Bốn, anh đi làm gì anh Bốn? Bắt ông thì anh bắt ông nha các bạn. Coi ôi chết thôi anh Tư. Bỏ con đi hết rồi. Còn có mặt anh Tư, có con nằm ở trên đó anh Tư. Ừ. Nó không có, không ngờ anh bắt nó đi hết rồi, hôm nay đi hết rồi. Bắt ông thờ dữ nha các bạn, anh phà thuốc vô cắt thấy ngồn. Ê anh muốn bắt ông nha các bạn. Đó ở trên cũng còn không biết, chắc cũng có một tí mặt hay gì cũng đi hết. Ông này là ông trên cây chanh nha các bạn. Đó ông này không ngọt thì chua lắm. Ông này chua, ông chanh mà. Ông chanh quay cái này nó quất mình một phát là chắc đã mặt lắm các bạn. Này nó có chích hơn bốc. Chích chết đã lắm. Anh sợ anh còn phà khói nữa các bạn. Sợ anh còn phà khói nữa. Phà khói à, phà nó phà. Ông chích cây chanh các bạn. Đó, thôi tự nè, không dám nghĩ cái máy quay vô anh Tư, sợ nó quốc hẹp. Ở trên đó còn mặt anh Tư, anh làm nhanh nhanh đi đi, hầu nó hút hết anh Tư. Ồ anh Tư, anh đã thọt thọt vô cho nó quốc anh cái Tư đang lên mạng anh Tư. Ủa một tới không anh cắt cái kia cái ấy đi anh ơi, anh chạy anh cắt ngay cái gốc nó đi, anh tỉa hết rồi anh cắt cái gốc anh ơi. Anh chạy em thấy mấy người ở trên mạng tao bắt gì không anh Tư, anh đâu cần cái đó, đồng đồng hầu nó rút hết mặt hết đó. Anh ta cắt ngay cái gốc nè, cái ngay chỗ cái cành bự nè, cái đó khỏi kìa, cái cành bự ở trong kìa, anh cầm cái là anh chạy luôn anh Tư. Đây nè cái cành bự trong nè, anh cắt sát vô cái cành bự trong là anh cầm cái nguyên cái cùi đó anh chạy luôn. Nó còn ở trong tuốt ở trong nè. Ơi cái nhánh nó ắt nữa kìa, kìa hết rồi. Anh cắt cái cùi bự ở trong là anh cầm anh quốc anh chạy luôn anh Tư. Tư Bốn phân chúa hết rồi, hết rồi. Mấy cái này là chúa nè, chúa nằm đây. Mấy bữa không để ý à, kìa anh không ấy, hầu nó rút mặt hết kìa anh Tư. Lấy đi ừ, nó làm nó ăn nè. Chúa nè. Chúa ra hết rồi. Rồi, quốc đây còn mặt đó, ở trên cái cùi nữa kìa, đó là mặt đó nó rút kìa. Anh quốc đi, kẻ bự. Chụp nha, một tay cầm cái kia, một tay cầm cái. Đứt không tự. Đứt nổi không tự. Em thấy anh cắt sát cái cùi đây nè anh Tư, sát cái cùi cái mặt kìa, cho cái cây nó nhỏ lại cái dễ cắt anh Tư. Anh Tư sát vô cái cùi của ông kìa. Đụng đi sợ quá bạn ơi. Không biết có chích không này. Thằng thiện, bác ông thằng thiện các bạn, không sử dụng gì luôn mà. Anh
sợ anh phà thuốc liên tục. Ô, chạy, chạy tư không, chạy anh Vũ, chạy anh Vũ, gì Vũ nó để nó hút. Đây, các bạn thấy không, đó, chắc này nó có mặt, có mặt không? Vũ, Vũ, anh Bốt, Vũ, Vũ. Ờ, tú anh nè các bạn.